với chương trình Gia Đình Tài Tử. Thưa quý vị và các bạn, những tràng pháo tay của khán giả cũng đã chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ có một cuộc tranh tài rất quyết liệt, thưa quý vị. Tuần vừa rồi chúng ta đã thấy đội UE có số điểm thấp hơn đội A1, và bây giờ họ phải thi đấu với một đội, và đội đó là đội nào chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Trước khi đến với hai đội chơi ngày hôm nay thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta chào đón thành phần rất quan trọng, đó là ban giám khảo. Xin chào đón nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, chào đón nhạc sĩ Lê Quang và 50 khán giả giám khảo rất là khó tính. Và bây giờ sẽ là hình ảnh của đội đầu tiên, xin mời quý vị hướng về màn hình. Tư duy về đầu tư cho âm nhạc trong tiết mục này thì nó không có gì hết. Em phải tự cháy mình hơn nữa, đam mê hơn nữa. Ban nhạc UE là 262 và... Khởi đầu không suôn sẻ. Những chàng trai của nhóm UE đã nhận thất bại trước nhóm A1 với một khoảng cách điểm khá xa. Trở lại cuộc thi lần này, liệu họ có thể làm được những điều bất ngờ nào? Hãy chờ xem. Đầu thì sau khi thức dậy thì em có gọi điện cho tất cả các thành viên trong band để cùng nhau tập hợp lại. Thì sau đó các bạn có bàn bạc với nhau về cái chương trình hôm nay, tập luyện lại với nhau và thống nhất để cho buổi diễn hôm nay được tốt đẹp hơn, cố gắng hơn lần trước. Kết quả của tuần trước thì em thấy các anh thi cũng rất là tốt, và em cũng nghĩ rằng trong ngày hôm nay các anh thi, em muốn các anh hoàn thành bài thi tốt hơn ngày hôm trước. Đối với tôi thì không có gì mà phải buồn hết đó, để cho các cháu sau này nó thấy cái gương đó là từ đó nó sẽ học tiếp, làm tiếp được và làm tốt hơn nữa. Các bạn khán giả sẽ ủng hộ cho chưa? Xin chào cả nhà. Hôm nay hình như thay đổi phong cách ha. Một người ở đồng bằng và hai người trên núi. Tuần vừa rồi phải nói là một cái tuần chưa may mắn lắm đối với các bạn trẻ. Vậy thì các cổ động viên có điều gì để làm tăng thêm cái tinh thần cho đội ở tuần này hay không? Thì ba đứa đây giống như là em trai của mình thôi. Thì anh chúc cho ba em là cố gắng, tuần này mình sẽ chiến thắng. Còn bạn đứng kế bên, bạn Việt đó, bạn là gì của nhóm? Con là bạn thân của anh Lộc. Bạn thân của anh Lộc, dạ. Bạn biết chơi nhạc không? Dạ, con biết chút chút. Biết chút chút hả? Dạ. Tuần vừa rồi thì về đội nhà có buồn lắm không bạn? Dạ không ạ, em cứ coi như là mình tới đây mình chơi cho thỏa niềm đam mê mình thôi. Thỏa niềm đam mê thôi, dạ. Còn được hay không được không quan trọng hả? Dạ, thắng thua không quan trọng ạ. Không quan trọng. Dạ. Rồi xin mời ba của bạn Lộc ạ. Tuần vừa rồi chúng ta thấy là mấy đứa cháu của mình nó thi tốt không? Thì chắc như là cũng tốt chứ không đến nỗi nào. Tại vì cái sự ở đây không có sự đầu tư đến nơi đến chốn. Tức là chú nếu... có sự đầu tư đúng không? Vậy tuần này thì có sự đầu tư không? Đúng rồi. Theo chú thì sau cuộc thi này về mình sẽ đầu tư thêm gì nữa? Không, cái đó là sau cuộc thi này thì sau này các cháu nó phải rút kinh nghiệm làm tốt hơn cái điều đó. Dạ, cảm ơn. Rồi, đội trưởng, tuần này thì bạn mang đến thông điệp như thế nào? Tuần này tụi em sẽ cố gắng hết sức khả năng của mình. Dù có đi tiếp hay không thì cũng sẽ thể hiện hết mình. Tôi nghĩ rằng lần này các bạn đã thay đổi rất là nhiều ngay từ phong cách ha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần cho đội UE. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ những thành viên của đội thứ hai. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Cha của mình trong công việc nghệ thuật là rất là lớn. Từ bé mình đã được sinh ra ở khu tập thể đoàn trong khu Đắk Lắk. Thì trong cái môi trường đó thì mình từ trong nôi mình đã nghe các cô chú và cha mình hát hàng ngày hàng đêm như vậy. Con người mình cũng tự có một cái dòng máu rất là lớn, và khi bắt đầu mình lớn lên mình cảm giác như là mình bắt buộc mình phải theo âm nhạc. Đặc biệt là người cha
đã cho mình cái gọi là cái tâm và cái nhiệt huyết ở trong cái âm nhạc, trong cái cách làm việc. Khi mà đã hát và hát hết mình, khi đã diễn và diễn hết mình để đến với khán giả cái nội tâm, cái sâu sắc nhất. Hiện nay là Yvonne đang sinh sống trong miền Nam, thì cái điều đầu tiên Yvonne nghĩ đến là mình phải kiếm anh em, mình phải kiếm một cái gì đó để một cái niềm đam mê âm nhạc đó, là chứ không mà mình cứ ngồi không mãi hoặc là mình chỉ chờ những cái show đi hát thì nó buồn, nó chán lắm. Ban nhạc Hạng Sang tham gia chương trình Gia đình Tài tử đợt này, thứ nhất là cũng để cho anh em cọ sát sân khấu, cũng như là để được biểu diễn cho fan, cho bạn bè ở thành phố xem ban nhạc Hạng Sang có một sự lạ lẫm như thế nào. Xin chào Yvonne ạ. Xin chào anh. Thật sự mà nãy thấy hình ảnh của chú Yvonne hiện trên màn hình thì tôi cảm giác là nó nổi óc luôn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong gia đình của bạn thì có bao nhiêu người vẫn còn đi hát? Dạ hiện nay là có 2 người đi hát, đó là em cũng tạm thời hát và một em trai của em là Igaria, thì hiện nay cũng đang là single tự do. Và đang công tác ở bên trường quân đội. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em mới vào được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Vâng ạ. Và ý tưởng thành lập ban nhạc này là do bạn hay là bạn vào có ý tưởng rồi các bạn sáp nhập lại thôi? Dạ, ý tưởng thành lập cái ban nhạc này là đầu tiên thì những anh em đã biết nhau từ ngoài Hà Nội và cũng đã từng có một thời gian làm việc với nhau rất là lâu, thì tình cờ là anh em mà gặp guitar, đó là Dũng Phạm thì trước đây là chơi cho ban Final Stay ở ngoài Hà Nội, thì Dũng Phạm cũng mới vào trong Sài Gòn hiện nay được 4 năm rồi, thế là thôi anh em thành lập một cái nhóm gì đó mà mình chơi theo cái chất liệu gì đó cho nó lạ lẫm và không giống ai cả. Hạc Sang. Dạ. Hạc Sang, sang là núi đúng không bạn? Dạ. Dạ, hạc là con chim hạc. Con dạ. Chim hạc trên núi. Dạ. Dạ. Rồi xin hỏi chị là gì của Ben? Dạ em là phu nhân của Yvonne ạ. Chị Yvonne có mấy cháu rồi? Dạ 2 ạ. 2 cháu rồi. Dạ. Hai cháu kế bên đó hả? Dạ đúng rồi, đây là Sava Enyun ạ, đây là Savi Enyun ạ. Chú Linh chào hai con à. Dạ con chào chú. Con mấy tuổi rồi? Dạ con năm nay 15 tuổi rồi. Rồi, con có biết hát giống ba, giống ông nội không? Dạ con biết sơ sơ. Sơ sơ hả, còn con? Con cũng biết sơ sơ. Sơ sơ luôn, con muốn trở thành ca sĩ như ông nội với ba không? Dạ có. Còn con? Dạ có. Thôi bây giờ con hát một đoạn nào đó đi. Bài nào mà con biết? Dạ, sau đây con xin hát qua bài Impossible. Impossible. And now, when all is gone, there is nothing to say. And you have gone, it's forever, let's play. If you want, you can go ahead, tell them, oh, I know. Now, shout it from the rooftop. Write it on the skyline. Oh, coi như là đội khỏi thi, đậu luôn rồi. Chắc chắn rằng là sau này chú Quỳ Linh nghĩ rằng con sẽ nối tiếp đường của ông nội với ba con đấy. Dạ, chúc mừng nha. Dạ. Một lần nữa chào đón ban nhạc Hạc Sang. Chúng ta sẽ đến phần bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Xin mời Duy, mời đại diện của Hạc Sang.
đội Hạc Sang sẽ đội thi đầu tiên và Duy thi thứ hai. Chúc hai đội thành công rực rỡ. Chúc mừng phần biểu diễn của Hạc Sang. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy số điểm từ 50. Khán giả rất là khó tính trong trường quay. Số điểm của khán giả bắt đầu.
được 100 điểm từ khán giả khó tính. À, cái điều này thì tất cả nghệ sĩ đều mong muốn. Chúng ta sẽ lắng nghe xem khán giả thích điều gì ha. Rồi xin mời bạn đeo mắt kính. Bạn thích điều gì từ nhóm Hạt Sang? Với cái tiết mục với phần thể hiện vừa rồi của nhóm thì thực sự em rất là thích. À, vì nó có một cái gì đó nó mang tính chất hoang sơ, có một gì đó, nó hơi bụi một chút và nó có mang đậm cái phong cách cá tính ở trong đó. Và bây giờ ta sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời nghệ sĩ Như Thanh Hoa. À, chào các bạn. Trước tiên phải chúc mừng các bạn. Các bạn nói về ban nhạc thì diễn rất là chuyên nghiệp. Tất cả các nhạc cụ thì Thanh Hoa thích cái phong cách đánh. Còn chút nữa thì nhạc sĩ sẽ nhận xét chi tiết hơn về phong cách đánh đàn của các bạn. Còn Thanh Hoa thì muốn nói đến hát. Hơi tiếc. Cái bài hát này thì các bạn ở trong nhóm có một cái truyền tải rất là lớn về cái cảnh tình phá rừng và cái khát khao của núi rừng được trở lại với cái sự bình yên, cái sự phong phú. Đó là một cái ý mà các bạn đã một cái thông điệp rất lớn hiện nay đang rất là cần. Cái thông điệp này nó rất là lớn nhưng mà bạn hát thì chưa đủ lực, bạn hát thiếu lửa. Tất cả ban nhạc thì đốt cháy xung quanh nhưng riêng bạn solo thì vẫn hoàn toàn là không có lửa nó bén vào người bạn cả. Một sự an toàn tuyệt đối trong cả một cái khối lửa khổng lồ của ban nhạc. Đây là một trong những phong cách và một trong những cái mà có lẽ cũng là cái khát vọng sống của Thanh Hoa. Vì Thanh Hoa rất yêu thiên nhiên và đặc biệt yêu âm nhạc của núi rừng. Đó là một cái điều mà Thanh Hoa cảm nhận được. Và xin cảm ơn các bạn đã cho Thanh Hoa sống lại cái khát vọng của núi rừng. Rất là đẹp và rất là sinh động trong tác phẩm của các bạn. Cảm ơn nghệ sĩ Như Thanh Hoa. Và bây giờ xin mời nhạc sĩ Lê Quang. Chị Thanh Hoa khó tính quá. Phải đoạn đầu lúc giới thiệu văn nhạc đừng cho nghe lại anh Imoan thì chắc chị cũng khó tính vậy. Thật sự ra về technique thì Lê Quang cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng để nói về cái tiến trình của mình hòa âm bài hát này thì rõ ràng là thông điệp đó là núi rừng đại ngàn. Thì trong bài Lê Quang thấy ít cái âm dài của Tây Nguyên quá. Đúng ra mình chơi progressive rock mà, nên vậy là rất là dễ cho âm giai của Tây Nguyên vào. Những cái đoạn tu ti tụi em cho thêm nhiều âm giai Tây Nguyên vào thì cái bài hát, cái lời hát và cái hòa âm của mình nó thể thật sự nó tạo một dấu ấn đậm nét cho bài hát này. Nếu được làm lại thì anh nghĩ Dũng cũng nên suy nghĩ về cái hướng đó, thì anh nghĩ là rất là đẹp và cái đó là đóng dấu luôn, đó là bài hát của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng nói chung là các bạn là number one. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 95, nhạc sĩ Lê Quang 94. Anh Lê Quang khen xin cho điểm thấp hơn chị Hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ có tổng số điểm từ khán giả cũng như ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho các bạn là 289 điểm.
sau. Chuyện tình yêu giống như là mơ, mà tại sao chỉ còn mình tôi mãi. One night today, anh nơi đây em vẫn luôn mong chờ. Cuộc tình hôm qua đã có ngờ, giờ đã trôi theo mày với ai. Và có những lúc thở dài, cứ chết buồn tôi là nhớ đến ai. Bao nhiêu thứ chưa qua để lại, để một ngày chấp cánh. Vì anh biết có lúc ta ly xa nhau, vì anh biết đêm anh đã hết khi người mỉm cười. Vào tình yêu anh đã cố gắng cả giữ hơi em mơ baby girl. Mình hãy cứ sống thế đi. Và biểu diễn của đội Yui. Còn bây giờ chúng ta sẽ có ý kiến từ ban giám khảo khán giả thông qua số điểm. Số điểm bắt đầu. Chín mươi sáu dành cho các bạn. Chúng ta sẽ hỏi xem các bạn chưa thích điều gì ở nhóm của các bạn. Xin mời bạn đèn đỏ. Cái điều mà em không thích ở nhóm á, là khi mà các bạn hát á, thì các bạn bị pha từ tiếng địa phương và tiếng chuẩn trong bài hát. Ví dụ như các bạn hát này, các bạn chuẩn là các bạn hát tiếng Bắc, nhưng mà các bạn lại ca theo, nói chung là giống như là thói quen nữa, là mình ca một tiếng Bắc, một mình sẽ pha một vài chữ tiếng Nam vào. Cái này em nghĩ rất là khó để mình nhận ra. Mong là các bạn tìm một người nào đó, một thầy cô để sửa lại cho cái bài ha, cho cái khi mà cách phát âm của mình. Một ý kiến tôi nghĩ là cũng rất hay các bạn. Rồi xin mời anh áo caro. Các bạn chọn bài này thì Lê Quang thấy là nó hợp hơn cái bài bài của tuần trước á. Rõ ràng là cái này nó đúng kiểu các bạn hơn. Cái bài kia nó không đúng. Tại vì thật sự bài bay nó không phải là để dành cho hát acoustic, nó là electronic. Nên vậy là các bạn chuyển thể thì các bạn thiếu nhiều lắm. Các bạn đến đây cũng để hát cho mọi người nghe một cách rất là hồn nhiên, vui, mà mọi người vui mà thấy các bạn cũng vui nữa. Đó là cái Lê Quang thấy được các bạn trong cái tuần này. Rõ ràng là tiến bộ rất nhiều và Lê Quang hy vọng sẽ gặp các bạn nhiều lần nữa và càng thấy càng tiến bộ hơn. Chúc mừng các bạn. Xin mời nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa. Các em đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước. Và có lẽ là bạn solo ấy, vì có cái đàn guitar đánh, cầm cái đàn guitar đâm ra bạn tự tin, không cảm thấy chân tay bị thừa, bạn không phải đi lòng vòng như lần trước. Và lần này bạn đã hát tốt rất nhiều. Chúc mừng tất cả các em. Và bây giờ số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Chín mươi. Tổng số điểm của bạn có là 276 điểm. Chúc mừng đội Duy. Chúng ta vừa theo dõi phần biểu diễn của Hạc Sang và Duy. Còn bây giờ sẽ là tổng số điểm của hai đội. Số điểm của Duy là 276 và Hạc Sang là 289. Chúc mừng Hạc Sang.
Như vậy là đội Yui là đội thua luôn 2 trận. Các bạn phải chia tay với cuộc chơi. Chúc các bạn sẽ phát triển cái niềm đam mê âm nhạc của mình. Và chúng ta sẽ gặp lại Yui một ngày nào đó để thấy cái sự trưởng thành của các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ trao chứng nhận cho đội Hạt Sang.